xem đàn cá chép của cái quán này rất là đẹp. Cuối clip mình sẽ xem cho coi tên quán luôn. Không sao, đẹp mà cô. Thank you.
Dạ. Dạ dạ đấy con. Con sợ thấy nhiều quá nó ăn có sao không? Con kia quá bự. Ủa chú cái con kia là con cá gì chú nó bự như vậy? Chi trắng hả? Sao cái màu lạ ghê. Dạ nó trắng nhất luôn. Nhìn nó đỏ trời. Ủa chú mấy con cá này là nhiều loại á, một loại cá chép thôi đó hả? Cá chép thôi hả? Dạ bằng đầu tưởng con cá gì á. Cầm cá chép à. Có cá dồn là kìa, cá bự luôn á. Đâu chú được chú đó. À kìa con kia kìa. Trời ơi cá dồn. Cá trắng quá trời trắng rồi. Trời, quá trời quá trời. Đây. Con kia. Nó trắng nhất luôn. Cái chì trắng quá bự. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.